Ơi, chào ở nhà nha. Mới làm thêm một mẫu ná bo mài điện phân titan. Hồi nãy quên không có mở ra. Bây giờ một tay cầm điện thoại, một tay mở nó là rất là khó. Đây, điện phân nó lên màu vàng nha. Cái này là cây, nó cũng là T2 đó các bạn. Quyết kiếm T2 đó. Quyết kiếm T2 chạc 7 ngang bo mài góc cạnh xong rồi điện phân nè, điện phân lên màu vàng màu titan. Nếu các bạn mua hàng thì các bạn cứ kiểm tra hàng trước khi trả tiền nha. 240.000 đó. Đây là những cái mẫu mà mình đã hoàn thiện rồi. Những mẫu này thì những video trước mình báo rồi, những mẫu này 200.000, những mẫu này 200.000 nha. Mẫu này chim ưng, mẫu này thì cũng 240. Bo mài tức là đã hoàn thiện hết rồi nha, bo mài. Còn đối với những cái cây mà như thế này nè, cực kỳ rẻ thôi nha, cũng đã bo mài hết rồi nha. Cái này mình mở ngóc ra, mình chưa kịp gấp lại, mở ra đây. Đây như cái này UFO nè, bo mài hết rồi, chỉ có 145.000 thôi, cực kỳ ngon nha. Đầu chặt 18 đó, bắn phun là rất phù hợp, rất inox hết nha các bạn, toàn bộ inox nha. Đó, bo mài góc cạnh hết rồi nè, chặt 7 siêu rẻ luôn đúng không, hoàn thiện rồi mà chỉ có 145.000 thôi. Rất là nhiều mẫu nữa nha, rất là nhiều mẫu khác. Đây là mắt cáo này á, thì 155.000 nè. Cái này thì video trước mình cũng có báo rồi. Rất là nhiều nữa các bạn, nếu như có nhu cầu các bạn bấm vào cái số điện thoại của mình đó. Chúng ta kết bạn Zalo cái rồi mình gửi hình cho các bạn xem. Nè, U7 nè, 180k nè. Xin lỗi các bạn nha, tại vì quay cái video nó không được, bây giờ mà ghi hết xuống này nó hơi mệt mỏi chút, nên là mình xin phép quay ngắn một vài mẫu thôi nè. 180k U7 này, bo mài đánh bóng. Còn nếu như mà hàng nhám thì nó là rẻ quá rồi. UFO nè mà nhám nha, chứ không phải như này nha, như này là đã bo mài rồi nè, nhám thì chỉ có 85.000 thôi, bo mài là thêm 60.000 tiền công đó. Quá đẹp đúng không các bạn, quá đẹp mà giá là đảm bảo ok cho các bạn luôn. Các bạn nào có mua sỉ thì liên hệ mình luôn. Tất cả những mẫu ná mình đang bán, mẫu nào cũng có thể bo mài được hết nha. Đây các bạn, 200k nè, lượng đầu chạc bo mài thủ công. Buổi tối á, có mấy đứa con mình nó đang đi ngủ rồi, nên là mình quay video mình nói chuyện nó hơi nhỏ một xíu, quay cho anh em đam mê xem chơi. Bạn nào có thích thì liên hệ. À, sao thiên mã nè, 180.000 nè, bo mài góc cạnh hết rồi nè, quá ok luôn, đảm bảo rẻ luôn. Có cây quạt ở đây nên là nó hơi ù nè. Bây giờ là 10:45 tối rồi, bữa nay không ngủ được, quay video đăng lên trên YouTube cho các bạn xem. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha, mình sẽ kết thúc video đây. Video sau mình sẽ giới thiệu thêm một số cây khác đó, còn rất nhiều mẫu nha các bạn, rất là nhiều mẫu dữ lắm. Rồi, chào tạm biệt các bạn nhiều nha, bye bye các bạn nha.